Lạnh quá mọi người ơi. Tụi mình đang ở bản Nậm Nghiệp á, huyện Mường La của tỉnh Sơn La đó. Xung quanh mình bây giờ là một màu sương trắng xóa mù mịt. Tụi mình ra đây ngắm hoa táo mèo, hoa sơn tra, nhưng nhìn không thấy gì hết. Các bạn còn thấy được đoàn nhà mình không? Quá lạnh. Nhiệt độ bây giờ khoảng 9 độ C. Mình còn nhìn thấy được những hạt sương nó rơi. May á các bạn, hơi nước đó bay dèo dèo trong không khí luôn. Mọi người khuyên nhau phải đội mũ để tránh bị cảm lạnh. Ừ, chào chị Như ha. Rồi, chị Như có muốn nói gì với các bạn của mình không? Mệt quá, không có nói nào. Chị Như hôm qua leo núi quá trời ê ẩm. Bữa nay vì những bông hoa, chị Như phải ráng bận những chiếc váy thiệt là đẹp để đi chụp hình. Nhưng cái nhân phẩm chị Như không được tốt đó các bạn, nên xung quanh toàn là mù mịt. Trời ơi các bạn ơi, cái đường hôm qua tụi mình vào đây kinh khủng lắm. Cái đường đang thi công á, nó xấu khủng khiếp. Chạy vô đây vừa đói vừa mệt. Đường thì vòng quanh co, nguyên xe mình ai cũng ói xanh mặt. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra cái sân rộng của bản. Anh Trung ơi, không kêu taxi đi anh Trung, mỏi giò quá. Anh chị ơi, có giống cái cảm giác ngày xưa anh chị dụ dỗ nhau để đi Đà Lạt, đi hưởng cái ngày đầu tiên không? Không, cảm giác này còn tệ hơn cảm giác trước nữa. Lúc trước là tại chưa yêu phải không? Nó có hứng thú. Đúng rồi. Còn bây giờ quải lắm rồi. Quải chà đậu lắm. Quải lắm rồi. Đi đâu cũng dính xà nẹo vậy, đực muốn chết luôn, đeo hoài. Không dám buông ra. Cái chuyện tình Lan và Điệp ngày xưa đó, cái cuộc hẹn hò đầu tiên hai người trốn nhà đi Đà Lạt đó các bạn. Rồi lỡ dính á, cái nên cưới nhau tới bây giờ luôn. Đúng rồi. Lỡ dính trưởng anh giờ. Giờ. Có vậy không đó. Xưa chị hại đời anh chứ bộ. Rồi vậy đó. Không biết gì hết luôn. Đi Đà Lạt về cái rồi xong. Xong luôn. Giờ ba lửa. Thì bay fly ha, chiếu vô cái nhà với cái cây đẹp quá trời. À. Bạn Trung đang muốn mình cắt chiếc live cam á, bay gần quay cái bông đó đó. Nhưng vì cái live cam mình á hết hạn bảo hành rồi. Nếu có bay á sửa là tốn tiền. Nên bạn Trung hãy bỏ cái ý định đó đi. Kìa bác kìa. Bữa nay trưa nó có nắng không bác? Con cả đi ơi. Chúc sức khỏe và bà con đồng bào ở đây là người Mông các bạn. Rất đẹp trai đẹp gái luôn. Trung ơi, chó rượt. Ôi, con chó nó sủa mà. Con kìa, nó có chó con nó giữ nha. Nó giữ nó bể mình quay cảnh bạn Trung bị chó rượt nha các bạn. Chó nó sủa ra khói luôn. Chó sủa ra khói. À, bản Nậm Nghiệp này á được xem là thủ phủ của cây táo mèo các bạn. Người ta còn làm cả lễ hội là hoa sơn tra luôn đó. Sơn tra là táo mèo. Tại đây có rất nhiều khu vườn táo mèo và những cây táo mèo khổng lồ. Tới sân lớn nhất của bản rồi đó các bạn. Không biết ở đây có đá banh không? Rất là bằng phẳng, có thể gọi là sân bóng cũng được luôn. Lần trước mình cũng ghé thăm. Mọi người sẽ mở những cái vựa thu mua quả táo mèo ngay tại đây luôn các bạn. Nãy giờ mình thấy rất nhiều cái như vậy nè. Mình tính đâu là cái chuồng gà không à. Nhưng không phải. Đây là một cái nơi các bạn bỏ rác. Thật là đặc biệt và ý nghĩa. Đừng xả rác hay các bạn. Chúng ta hãy giữ gìn ý thức. Mù mịt luôn. Cái bảng phía sau các bạn còn nhìn thấy chữ không? Mọi người ghi là Ngọc Chiến, miền cổ tích. Nơi đây là thuộc về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Chúng ta đã vừa qua khỏi cái lễ hội hoa sơn tra rồi các bạn. Năm 2024 diễn ra vào ngày 9 đến 10 tháng 3. Tiếc quá. Anh Trung ơi, năm sau mình đi sớm hơn chút nha anh Trung.
vì trong cái lễ hội em nghe nói có rất nhiều cô gái đẹp. Ủa, thích cái không? Thích cái không? Thích chứ trời. Sao kêu thích trai? Trai trên đây đẹp lắm nghe. Chắc anh Potter ngày trước đi tại chị Nhù với mình á, đẹp bao đẹp luôn. Chào mừng đại biểu về dự ngày hội Hoa Sơn Cha. Chúng ta đi trễ một bước rồi bạn Thu ơi. Chúng ta muộn một bước rồi. Tôi biết ngày đấy nhưng mà tôi không đi vì ngày đấy trên này rất là đông lắm. Đông lắm. Đông lắm hả? Biết mà. Ừ. Nhưng mà cái đợt đầu đấy nó cũng chưa nở rộ đâu. Ừ, bữa nay mới nhiều này ha. Bữa nay mới nở rộ. Ừ. Gọi là khai mạc thôi. Dạ. Các bạn thấy những cái cây trên đó chính là cây táo mèo không đó? Bà con đây trồng rất nhiều. Táo mèo là một cái loại quả mà chúng ta có thể ăn được, ngâm rượu được, làm nhiều thứ được được, nhưng mà mình không biết nhiều. Cái hoa của nó lần đầu tiên mình thấy, một bông hoa màu trắng, có 5 cánh, tương tự như bông hoa mai ở miền Nam chúng ta, nhưng nó có màu trắng. Đây, con đường hồi tối tụi mình vào nè, đường đang thi công, khúc này là đỡ rồi, ra ngoài kia là xấu lắm. Bò có 8 cây số thôi mà nửa tiếng, sẽ ngựa cà lọc luôn các bạn. Chào chị nha, chị cũng còn đang thiêu. À, những cô gái đồng bào mình á, rất là thích thiêu thùa, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, có thể vừa đi vừa thiêu. À, các bạn thấy cái trang phục mà có chiếc váy xè xè đó, chính là của đồng bào người Mông. Trời, chị ấy rất là cẩn thận. Sợ bụi đó các bạn, nên chị ấy phải quét nha. Cẩn thận, cảm ơn. Quét sạch sẽ luôn. Ồ, ở đây có bán nước mía luôn. Có bán không? Bây giờ có không? Bây giờ có nước mía không? Có. Mua nước mía. Ok. Mua nước mía ủng hộ chị nha. Có nước đá không chị hay là nước mía không à? Rất là lạnh luôn. Không biết có bán nước mía nóng không nha. Nhìn nước mía là mình nhớ quê hương mình. Miền Tây dấu yêu. 2 ly nước mía. Chị ấy rất cẩn thận các bạn. Rửa tay, lau chùi sạch sẽ rồi mới tiến hành xay. Lần trước mình đi thì ở đây mọi người thu mua táo mèo. Còn bây giờ người ta đang chở cái gì lên quá trời kìa. Đó là một cái hướng xe chạy lên á. Mình thấy phía sau chở theo những khúc cây dài dài. Mà xa quá không thấy. Không thấy rõ chính xác. Mù mịt luôn. Ngày xưa mình ước mơ sống trong một thành phố sương mù. Còn ở đây là một cái bản làng trên mây. Nó đút vô gì nó tự động nó chảy nước ra. Các bạn không phải cần cầm cụi mà xoay xoay như cái xe nước mía truyền thống ngày xưa. Ngày xưa mình từng đi xay nước mía cho cô bạn hàng xóm. Xay lần nào lấy mệt muốn chết. Đó, nó ra một lần là xong luôn, cạn luôn, bỏ luôn. Chứ không phải nhập đôi, nhập ba như cái kia. Cái kia càng nhập càng mệt. À, những chiếc xe máy lúc nãy chở khúc dài 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 đó chính là củi các bạn ơi. Mình đến đâu là chở cây mía hay cây gì đó. Cái đó mình chặt về để chụm ấy ha. À. Có nước đá không? Có luôn. Thật là đặc biệt. Một nơi lạnh lẽo như vậy mà vẫn có nước đá. Chị phải đập nước đá ra cho mình nữa nè. Rồi, không sao đâu chị. Ok rồi chị. Chị rất cẩn thận luôn, phải bọc lại rất là kỹ các bạn, giữ vệ sinh luôn. Em tặng chị 5 sao, 10 điểm. Để mình đoán xem ly nước mía này chị bán bao nhiêu một ly nha các bạn. 10.000. 10.000 không? 10.000 một ly. Một cốc. À, kêu bằng một cốc, bởi vậy mình kêu một ly nãy giờ chị không có hiểu. Xin lỗi. À, gọi là một cốc các bạn. Một ly chúc mừng nha anh Trung. Chúng ta đã chinh phục được mù. Sẽ được mù, mù ông mây. Bản mù. Bản mù, bản mù ông mây. Nước mía ngọt lắm nha các bạn. Ngọt lắm. Ngọt kinh khủng luôn các bạn. Đã. Đặc biệt nhất là đây có nước đá, còn đá nữa. Cái nào? Vẽ cái đường lên nhà người ta nè. Mình cho các bạn xem con đường mà bà con đi lên nhà nè. Bọn Trung thấy đó. Đi men theo như vậy để lên. Những người ở dưới mặt tiền như đây thì đỡ, những người ở trên cao thì cực. Chào bạn chó ha. Những căn tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ nè. Đằng trước mình có ghé đây mua nước đó nè. Có xăng. Rồi nhớ đây có cái quán cà phê, mấy chú ngồi nhiều lắm.
tháng 10 vừa rồi tụi mình cũng ghé đây đó các bạn. Đi đi lên đỉnh Tà Chì Nhù á, đi đường này nè. Xin được nhắc lại, Tà Chì Nhù là một đỉnh núi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ngọn núi này có độ cao là 2.979m, là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Nó đang chiếm ở vị trí thứ 7. Còn để chinh phục được nó thì có hai hướng đi. Một là các bạn đi theo hướng huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái, còn hai là đi theo hướng huyện Mường La, tỉnh Sơn La, như đoàn nhà mình đang đi đây. Sau khi đi cái đỉnh đó xong, tháng này tụi mình đã vừa chinh phục xong đỉnh Đỗ Quyên ở cái hướng Butaland đó. Rồi bạn Trung nhớ cái tháng 3 này là hoa táo mèo nở rộ, bạn Trung đã đưa tụi mình về đây. Mọi người còn đứng đây đợi nè, thấy có lỗi với mọi người quá. Trời ơi, gớt cuốn sách vô đây rồi. Đây là quyển sách sống ảo của bạn Trung mang theo mà bạn Như đã làm gớt vô đó rồi. Ê, không phải tao nha, tao đứng tuốt ở ngoài đây nha, nó rớt tao đứng nó quýnh mày liền luôn á. Rồi ai làm gớt? Cái này vô nè chú. Ai làm gớt? Có nước đá luôn nè Thu. Đặc biệt là đựng mía có nước đá. Uống chưa? Uống đi. Ngon lắm luôn. Bạn có kinh nghiệm xin chủ nhà đó, bạn vô bạn xin cho bạn Trung đi. Không biết nhà nào mà xin á. Ờ. Cái này cũng phải đi lên từ vòng. Ồ khó ha. Vòng từ dưới này này vòng lên, mà không biết cái nhà kia có phải lối lên ở đằng kia không. Không biết nhà nào luôn. Ta gào kính luôn. Không, mình có thể vô đó nhưng mà có vô phạm pháp được không chứ mình vô được đó Trung. Cái kia anh kia kìa, có cái anh kia. Trung ơi, vô đường này dễ nè. Thôi đi xin. Nhưng mà cái chuyện nó xước vô mấy cái này. Bây giờ mình sẽ giúp bạn Trung. Đây. Đây. Đây, đó, thấy không? Vô. Xong. Rồi. Đây. Rất là chuyên nghiệp. Ờ, đường này ra dễ nữa. Các bạn ơi, đừng. Anh ấy rất là chuyên nghiệp. Mình là trộm chuyên nghiệp hả? Dạ, hồi xưa đi ăn trộm quen rồi. Ồ, đường này ra dễ, chứ cái gì ai? Trứng rồi, 1, 2, 3. Rồi, mình đã thành công các bạn ạ. Tôi mạnh mẽ lắm nghe mọi người. Mọi người hãy nhìn tôi bằng ánh mắt khác nha. Nè, nè, nè. Đừng có nói tôi bê đê nữa nha. Trời, 1 điểm. Em chào chị nha. Em đi lụm quyển sách bị gớt. Vô nhà. Về nhà đi, người ta kêu mình về nhà. Chị kêu em về nhà em hay là về nhà chị chơi? À, người ta về mời mình vô nhà chơi kìa mọi người. Chơi. Ui, quý quá các bạn. Vô chơi mọi người ơi, quý quá. Chúng ta ghé thăm nhà của chị nè. Chị cũng là một người đồng bào người Mông. Trời ơi, hai con chó con luôn. Đáng yêu quá. Dạ. Chào chị Như ơi, có chỗ cho chị leo nữa rồi kìa. Ồ, chị ấy thiết kế cả cái này đang leo lên luôn. Ồ, thấy chưa, bận váy ha, coi nè, leo hơn em leo hàng gầu nãy nữa. Leo đi, dữ không, dữ không, dữ không. Quả hồng cực đẹp, thấy chưa các bạn, quá đẹp. Hồng leo, hồng leo. Quá đẹp, những con cún cũng quá dễ thương kìa bạn Thu. Ôi, con ngang luôn. Quay qua đây. Ôi, chị Như luôn. Trời ơi, thiết kế chỗ để chụp hình đó. Đó, đúng chiêu chiêu luôn. Phải này ngồi, chị ngồi trên cây khóc đúng luôn á. Hôm nay nhà chị diễn. Nguyễn Nhật Ánh ngồi khóc trên gốc cây. Ngay chốc luôn. Hãy khóc đi, đừng ngại ngùng. Dễ thương quá. Bạn váy đó chị Như à, mình phải giữ nét thùy mị nít na của cô gái miền Nam. Trời ơi. Mẹ của thu cầm giùm anh mẹ nhà ấy là bác à, là chị của chị à,
dịu êm bát bát chay. Cái này là máy xay lúa phải không? Để xay ra gạo á phải không? Xay gạo ăn đó, đúng rồi. Các bạn hạt lúa khi bỏ vô cái máy nhỏ xíu này nè, mọi người sẽ xay ra hạt gạo chúng ta ăn luôn. Bà con bây giờ có máy móc hết luôn. Máy này máy xới. Ồ, có máy hết các bạn. Các bạn thấy bà con trên đây cũng đầy đủ tiện nghi rồi đó, thấy chưa? Ừ. Có điện luôn, luôn đầy đủ mà. Cái khu trồng su su của chị ấy nè. Ừ. Trời ơi, ngoài này nuôi các bạn gà mặt ú luôn. À, gà bản đó các bạn. U na u nu luôn. Những con vịt mới nở nữa. À, bạn Trung đã phát hiện là cây táo mèo khi ra hoa xong nó đã kết trái các bạn. Nhưng mà thời gian ra hoa ra trái này lâu thiệt là lâu các bạn. Trời ơi, tới tháng 3 tới tháng 10. 7 tháng hả ta? 6, 7 tháng. Vào nhà chơi nữa hả? Ồ. Rồi, mến khách quá. Mình sẽ ghé thăm nhà của chị đây. Trời, ngay giữa nhà mình thấy một cái bếp và một bạn mèo đang nằm sưởi bên cái bếp nè. Lạnh quá mà ha bạn mèo. Mình nằm sưởi xa xa nghe, gần quá nó cháy lông đó. À, đây là bàn thờ ha. Mẹ là cúng nghe. Cúng đó. Vậy cho nó mẹ đấy. Mẹ. Mẹ của chị. Đang cúng về mẹ hay mẹ làm đấy. Dạ. Mẹ làm đấy. À, dạ, xin chào. Quả ngô mình phơi lại. Cái này mình ăn được không hay là cho gà? Nuôi gà, nuôi lợn các bạn. Những quả ngô này nó rất là cứng. Cái hạt nó cứng lắm. Thì người ta phơi khô như vậy đó. Rồi người ta xay ra, tách hạt ra. Cho ăn đó hả? Một căn nhà nho nhỏ của đồng bào người Mông tại bản Nậm Nghiệp. Nước này trên suối về ha. Nước suối hả? Chảy quanh năm không? Có khi nào hết nước không? Có khi nào cạn không? Cao đi, ăn uống như này hả? Ồ, nước mát lắm, lạnh lắm luôn. Còn đây là gì? Nhà vệ sinh như thế. À, trời, nhà vệ sinh bự dữ vậy đó hả? Bự hơn nhà của em luôn. Nhà vệ sinh bây giờ cũng sạch sẽ, khang trang. Còn đây là những bộ đồ của gia bà con người Mông nè. Họ kết rất là nhiều chi tiết, sặc sỡ. Đây là chiếc váy. Bà con người Mông sẽ có chiếc váy xòe như vậy nè ha. Ai cũng phải bận cái váy như vậy. Nếu không mặc cái váy này bị la không? Cái váy này là hàng Trung Quốc. Nếu mà mình không mặc á, có bị người lớn la không? Mình vậy đấy, mình chơi về Tử Lan mà đấy, mình cái này, cái đây là hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc. Làm biến thiêu rồi ha. Hàng Trung Quốc. Với Trung Quốc làm biến thiêu rồi. Đây cũng là một bàn thờ. Rất giống như bàn thờ thông thiên của người Kinh mình. Để giữa trời. Ồ, bạn Trung phát hiện. Giống như cây anten vậy ha các bạn. Cũng đây cũng có cái gì. Ở đây treo cờ quá. Còn cái đó là cái gì ta? Đúng rồi, này treo cờ nhưng mà trên kia không biết là gì. Em biết. Anh Trung à, em biết. Có thể là một cái bóng đèn trong nhà truyền ra. Mà bị hư rồi. Bị gớt rồi. Đèn gớt rồi phải không? Bể rồi. Gớt rồi. Đèn, đúng rồi. Hai người nắm tay nhau đi, đừng cầm kiểu, đừng để tay kiểu đấy. Chị nắm bên tay kia kìa. Tay bên kia kìa. Đấy, tay bên kia, đúng rồi. Chị so đầu anh Hải đi chị, so đầu anh. Sao nay đừng bỏ qua đâu vào đây. Anh thử lái trước đem cái cây một cây chứ nha. Đúng rồi thế. Thử lá đi. À, thổi lá hả? Trời. Thử rồi. Ok. Lên cây mới thổi hả? Chị dễ thương quá. Trời ơi. Ngày xưa ẩm có cảm giác, bây giờ ẩm có cảm giác không anh Hải? Bây giờ khác xưa rồi. Khác xưa à? Thu lên. Hồi xưa mỗi lần ẩm cái gớt cục, ẩm gớt cục. Còn giờ ẩm cái là phải chi lại mớ nên đi mua sắm. Ngày hôm qua hả, hy sinh leo cây nào tôi cũng leo. Ở đây có cầu leo là dễ nè. Hôm qua chị Như của mình đi lên cây hoa đỗ quyên á. Trời ơi, giữa núi giữa rừng leo xả láng. Ê, cứ để quên đấy, chụp một kiểu đó, chụp một kiểu trên đấy. Làm cute đi. Nhiếp ảnh gia chúng ta mà dễ hay mắc quần sắp xếp.
Cởi ra lộ lưng rồi sao? Áo hai dây mà. Đấy. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Sao chị đẹp quá vậy chị? Chị người Mông. Trời ơi. Mà mình muốn lên cho nó gần gần được không? Được. Em gần gần em quay đây giải tặng cảnh chị thôi. Hay quá. Ơi, cảm ơn chị. Quả đó ha. Ăn quả đi. Ủa ăn được hả? Ăn vừa. Bây giờ ăn luôn hả? Ừ. Chị ăn thử ăn cho, ăn thử quả ơi. Ừ, ăn đi. Ồ, ngon đấy ha. Rồi bây giờ mình xuống mời mọi người dùng quả. Ai mời anh Trung trước nè, kính lão đắc thọ. Em luôn xem anh Trung là thần tượng, là thần linh của chúng em. Thế có một lớp lông này, lớp lông ở bên ngoài này. À, tách ra. Bỏ hết lông. À. Nhưng mà không đẹp bằng góc dưới đâu. Bằng bảy ha. Nhờ vậy mình mới biết nữa đó. Căng à. Nhờ chị ý là mình chua à? Chị cho cái thua chụp bảy. Nó chua mà nó hơi chát nữa. Nhầm chấm muối ăn cũng được. Ừ. Nói chung là không ngon. Ê, tầm bảy. Không ngon được. Không ngon, nó không ngon. À mà thí dụ cái quả bự sau này á, người ta để ăn hay người ta làm cái gì thời nhi thường thuốc. Đó. Hả? Ngâm thuốc. Ngâm thuốc thôi. Ừ. Mình ta ngâm rượu để chữa đau nhức á. Ừ. Ăn thử đi. Chua chua. Ừ. Bây giờ chỉ hỏi ra một bài hát thôi. Về bảo lãnh chịu nhiều. Thua nhìn ra đây, nhìn ra đây. Tôi cùng chị luôn. Đây, chéo vừa lại đá 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 như thế. Hay quá. Chị hỏi bài nào cho nhỏ nãy có người yêu đi chị. Chị hỏi mà nó có chồng là nó lại đây nó tạ ơn chị luôn á. Hay quá. Lá chuối hả? Lá chuối hay gì? Lá chuối. Dạ hay quá. Ồ giỏi quá. Ồ thấy không? Đây là sư phụ đó. À coi cái cọng dây này cái ha. À cũng Trung Quốc luôn hả? Trung Quốc đấy. Trung Quốc làm đấy. Trung Quốc làm không à? Sao Trung Quốc hay quá. Từ đứng đến ngồi. Trung Quốc cái gì làm cũng được hết. Chẳng biết nhưng mà mang cái gì làm. Ừ. Bây giờ mình làm biến thiêu rồi, đồ Trung Quốc có sẵn hay mua cho nhanh. Dạ, yeah, ok. Đây là bộ đồ đầy đủ của đồng bào người Mông của chị đấy. Thì theo mình được biết, người Mông có nguồn gốc từ Trung Quốc di cư qua phải không? Ừ. Không, trình báo, sách báo có ghi. Và các bạn đừng có hiểu lầm là người Hơ Mông các bạn. Tại vì khi phát âm cái tiếng Mông á, trong tiếng dân tộc nó có âm gió là hờ 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 đó. Nên người Kinh mình gọi là người Hơ Mông. Thì nhà nước đã ban hành một cái văn bản chính thức là chỉ có một người Mông duy nhất trên đất nước Việt Nam chúng ta, chứ không có người Hơ Mông. Tôm khô, tôm khô. Tôm. À, tôm khô. Một ký một triệu mấy lận đó. Ừ. Con bự như vậy là hàng thượng hạng ở dưới quê mình đó các bạn. Ngon. Con tôm ở dưới biển á. Ừ, con tôm. Dưới cái chân ra nhìn cho nó mượt mà. Ồ, ăn của anh tiền của đâu chịu nổi. Tan từ từ mà anh ơi. Ổng diễn rồi hết vịt luôn. À. Ồ. Chị Như lì xì. À, chúc năm mới sức khỏe. Xin nha. Ừ. Khỏe nha. Vui quá. Mừng lắm chị ơi. Ừ. Hay quá. Cảm ơn nhé, ua châu nhé. Mừng quá. Tính mừng là cảm ơn là ua châu nhé. Ua châu. Ua châu. Ua châu rồi. Ua châu đó. Dạ.
Mừng quá. Ở nhà mình có trồng lúa không? Trồng ruộng á, lúa. Trồng lúa. Trồng lúa liền. Có trồng không? Có ha. Con trai đi ruộng về. Ủa cây đó cây gì vậy anh? Cái cây anh giác là cây gì? Cái cây này nè, cây sau lưng này nè. Cái này nè, là cái gì vậy? Cây này là cây gì? Dụng cụ gì á? Campaigner. Để làm gì á? Hả? Bơm bánh xe á hả? À, bơm hơi bánh xe. Rồi cái trên tay anh cầm là cái gì? Cái này là củ rắc cá. Để thuốc hay gì? Hay là ăn? Không phải gì đâu. À, bẻ về ha. Mang về trồng. Trồng ha. Ừ. Con trai đi ruộng về. Đây nào, hai, ba. Ôm luôn. Cho 200 ngàn cho ôm luôn đó các bạn. Ước gì có một cô gái 18 tuổi đứng chụp hình cho ôm giống vậy. Trời ơi, thấy thương quá. Ê, chó này là chó mông á, chó mông cọc. Chó mông cọc á không? Chị ơi, chó mông cọc đó hả? Chó mông nghe. Chó mông đó các bạn. Thì mua không? Có bán không? Bán luôn hả? Ồ, à, một con bao nhiêu? 500. Mua đi. À, đem về máy bay không được. Đem máy bay về quê không được. Máy bay về đây là ăn sắm luôn rồi đi thả máy. Đi lên máy bay người ta không cho đem theo. Ừ. Quá rẻ các bạn, có 500.000 thôi. Cái này mà ra chợ phiên một con bạc triệu á. Ừ, mắc lắm á. Bông cọc là một trong tứ đại quốc huyển của Việt Nam chúng ta đó các bạn. Rồi, ok. Em mệt chị quá, chị Thu ơi, chị xuống giùm em đi. Tại leo cây khó sợ. Cái cây này là 80 tuổi hả? Ừ, 80-90 tuổi đấy. Trời. Còn cái cây mà bự nhất ở dưới kia là mấy tuổi? Còn một cây bự ở dưới đâu dưới đó? Hơn 100 đấy. Hơn 100 tuổi. Ừ, hướng đó đó ha. Ừ. Chúc nó xuống dưới. Trời, 80 tuổi đó các bạn. Đi nữa nghe, đi kiếm quán cà phê phải không? Ở đây nước xài đã ha, khỏi cần tốn tiền nước luôn mà trong gieo luôn các bạn. Ồ, trong vắt luôn. Lạnh như nước đá vậy đó. Muốn tắm thì phải đun nha. Đây là một gia đình bạn chó mới nở nữa. Cưng quá ha, con kia đã ha. Con kia nó có cái mặt hai màu luôn các bạn. Ừ. Không hả, gì hả? Đã quá. Trên kia là những cái bó ngô nữa đó. Lạnh quá. Google Maps chỉ đi đâu rồi Thu ơi. Ôi, cái này vô nhà người ta rồi bạn ơi. Vô homestay của người ta rồi. Còn đúng nữa. Hồi nãy chị ấy đòi dắt tụi mình đi mà ngại quá các bạn, không dám. Để tự đi khám phá đi. Sai hả? Bây giờ mình giống như nó chỉ đi qua đây vậy nè. À, đi đi. Nhưng mà hồi nãy cô ấy chỉ cái vườn trên đó đó. Ờ. Ừ, cô ấy chỉ cái vườn táo mèo nhiều là trên đó mà nó trên đó mù dữ luôn á. Liệu chưa nó có lên nắng. Ừ, lên nắng thì tính. Ôi. Con gà cái cổ chọc. Cái cổ nó chọc mà con nó cổ cũng chọc luôn. Ngộ gì ta? Cái gì vậy? À, chúng ta ghé thăm một chuồng lợn. Trời, nó mừng mình, nó quẩy đuôi luôn à. Bên đây hả? Trời ơi, đẹp quá vậy, con heo đẹp quá vậy. Trời. Dễ thương quá à. Trời ơi, đàn heo con. Ừ. Không coi à con, không có phá, không có phá. Ha. Trời ơi. Ừ. Tại con của con đẹp gái quá, đẹp trai quá đó, nên coi một chút vào có phá. Ở đây cũng có một chuồng nữa. Ôi con heo này còn một mình ên nó luôn, lông xù luôn. Những giống heo bản. Lợn bản các bạn, mình kêu heo người ta không biết nha. Con này còn đã nữa nè chị Như.
Nhìn nó mắc cười hết biết luôn. Ơi, đi rồi. Cái Google Map của bạn Thu đây chỉ tụi mình đi không biết đi đâu rồi. Kể đi, đôi khi cái sự lạc lạc của mình đó, nó mang ra những cái khám phá bí ẩn. Giống với cảnh leo núi hôm qua không chị? Chứ hôm qua là chị nằm chị lết chị tụt cái đít xuống luôn. Bữa nay vẫn quay không dám. Rồi đi xuống hướng này đi. Thu ơi, sau một hồi dẫn đường cuối cùng mình quay trở về homestay. Hồi tối tụi mình nghỉ ở trong homestay nhà Đông Đông. Nhà Đông Đông. Hả? Khánh nhà Đông Đông là chỗ chiếc xe ô tô đang đậu đó các bạn. Bạn Thu dẫn mình vòng vòng rồi cuối cùng quay về nhà luôn. Thiệt là hay hết biết các bạn canh đi ạ. Từ giờ trở đi chúng ta không được tin lời bạn Thu nữa. Cuộc đời chúng ta chỉ tin tin anh Trung thôi. Đẹp hết các bạn. Không khí thật là chiêu chiêu. Đặc biệt là khi đi với người yêu mới chiêu chiêu. Còn khi cưới rồi phải đi xa như vậy đấy các bạn. Lúc mới yêu cái rồi xuống dốc đồ nắm tay đồ dìu em rồi ha. Cưới rồi cái gì đó. Không có. Cưới rồi tay thật cái túi quần không à. Đi về tới nhà rồi chứ gì nữa. Đi về. Không đi chơi, đang đi chơi mà. Thì đi nữa nè, đi thẳng. Chỗ khác nè. Đó, nhà mình ở đó đó. Đi qua đây nè, có xe xuống nghe Thu ơi, xe. Chào. À, đây là các chị xe ôm đó các bạn. Hồi tối các chị cũng đi rước mình giống vậy đó. Do con đường vào bản á, từ cổng bản vào đây đang thi công nên bê tông còn mới á, không cho xe ô tô vào được. Thì khi đó các bạn phải dùng những chị xe ôm như vậy đưa vào. Rất đặc biệt luôn các bạn là những xe ôm đây là những tài xế nữ. Và tối mình cũng tận hưởng như vậy đó. Các xe ôm đều là các chị nữ. Mập như anh Hào đây mà hồi tối các chị chở dèo dèo luôn. Thêm hai cái vali. Hai cái vali nữa. Mà ngộ ha, sao mấy anh nam đâu ta? Mấy anh nam hả? Mấy nhậu. Anh nam đi nhậu hết rồi. Các anh nam đi làm poster hết rồi các bạn. Các cô gái ngoài sau bị chị Google Maps dẫn đi tùm lum tùm la, cãi lộn sùm. Còn mình thì cứ mặc kệ các bạn, chúng ta cứ đi đi. Bạn Trung đang hại mình đó các bạn. Mình đang quay YouTube, bạn ấy mở nhạc. Nó dính bản quyền là anh trả tiền cho em cái clip này đó nha. Những căn nhà ở đây lợp bằng tấm tôn bro xi măng các bạn. Hồi đó ở dưới quê mình cũng lợp tôn này nè. Nó rất là bền. Tuy nhiên nó quá nặng đó. Nên cái hệ thống khung nhà phải cứng, cái đòn tay phải to. Một tấm này hồi đó mình bán là 30,000 tới 70,000 mình nghĩ bán. Bây giờ ở dưới quê mình sử dụng tôn lạnh là nhiều. Ờ, hồi đó chuyên môn chở này mà. Có bán râm không anh? Tầm bậy tầm bạ. Ủa bán bóng mát á. Hồi xưa em giác cái này không nè chị, giác lỡ dai luôn á. Giác cho miếng tôn. Ờ. Giác tối ngày luôn á. Khi mà sản xuất ra nó phải tưới nước cho nó chết xi măng á. Rồi khi mình giác á, nó ướt nó ăn dai mình á. Phải lấy cái nón lót vào. Nhiều người dưỡng da là nó đỏ. Ờ. Nó lột luôn á. Hồi đó giác lần mấy trăm tấm, mấy trăm tấm. Một tấm là 15 kg. Giác lần được 3 tấm. Chó ơi, mày dắt tao đi đâu mà mày mừng vậy? Xin kẹo, xin đồ ăn. Ồ, cho nó tôm khô luôn. Chị Như thật là sảng khoái. Từ nhỏ tới lớn con chó này chưa được ăn tôm khô luôn á chị Như. Hãy cho nó một viên tôm khô. Hay quá. Con chó nó mình chở ăn thôi đã tá tàn nè. Chị. No. Ôi. Trời ơi mẹ cứ chưa bắt giới làm con có chị mẹ. Ăn phải hoa lan.
ở cho người ta ăn tôm khô, con chó xin nữa phải chửi kìa anh Trung. Tính ra là người tốt hay người xấu. Bỏ vô mà nó không ngon, không nhai đâu có nước. Chị phải xé nhỏ nhỏ, chị đút từ 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 từ. Ăn cái đó cổ là nuôi mày nổi mày. Đi hỏi đi. Có gì đâu. Cái vườn của anh ở sau này hoa táo mẹ còn nhiều luôn các bạn. Nguyên vườn luôn. Sau khi hỏi thăm anh xong thì tụi mình đã biết quán cà phê ở sau lưng mình. Cuối cùng chị Google Maps đã chính xác. Ồ, đẹp nhỉ, như này có nắng. À, đẹp. Trời ơi, cái này mà hả, trời không mồi, không mây, không mưa. Không nắng, không ngày, không đêm. Nó sẽ biết được người cho, nó sẽ đi theo tao. Đẹp đó, vô vườn rồi đó chị. Đây là khu vườn, cái thực thụ đó người ta sẽ trồng, dày đặc luôn. Hôm trước là mình ghé một cái vườn là người ta đang khai thác luôn đó các bạn. Ôi, chằng chịt quá mà leo được hay quá. Có khi nào nó có gai không, nó đâm mình không? À, có cây nó có gai nó đâm á các bạn. Đây nè, trời ơi, ghê quá. Sau một hồi đi lạc tụi mình rơi vào một khu làng cổ tích nữa rồi. Ủa anh ấy có cái máy gì ngồi ở Google ha. Ảnh đang tác nghiệp luôn. Anh này hồi nãy gặp nè. Wow. Quá dữ. Một đồng nghiệp luôn. Ở đây có những ngôi nhà cổ tích bằng gỗ. Hay ta. Nhìn không khí nó ngộ ngộ ha. Khung cảnh nó lạ lạ. Chiêu chiêu ha các bạn. Mà không có ai giữ đây hết trơn á. Gốc cây có cái nhà luôn. Hôm nay bạn tính ở đây luôn hả? Không, thì em lượn lúc thì em lượn thêm mấy vườn không là... Em lượn chưa. Bao đẹp em nhớ không có chị nha. Các nguyên một cái nhà sàn. Chắc trước đây cũng là homestay đó các bạn. Trời trời trời, vâng. Xíu nó leo lại đạp sập rồi. Người tôi tháo ra rồi các bạn. Không có người ở. Người kinh lên đây đâu chứ. À, người kinh lên đây dựng rồi chắc ít khách quá rồi bỏ rồi. Mọi người đã tới đây tận hưởng những gì chừa lại, những căn nhà, những cây hoa, mù mịt luôn. Hiện giờ thời tiết vẫn chưa suôn sẻ cho tụi mình đi chụp hình, nhưng mình cảm thấy rất hài lòng vì không dễ mà để mướn được những đám mây ở đây phụ họa cho những bức ảnh, những thước phim. Đã, trời con chó này, làm gì mày thích mày mừng mày chào hoài vậy? Nó đói à? Đàng hoàng hồi nó leo lên để chơi với mình luôn á. Ừ. Không về nhà đi con. Vậy hả? Ồ. Nó theo hoài luôn. Ôi các bạn ơi, sau một hồi làm phép, bây giờ tụi mình đã được tận hưởng một cái cảnh đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Biển mây trước mặt chúng ta. Ôi. Đi ngắm hoa táo mèo, bây giờ săn được cả mây luôn các bạn. Tuyệt vời quá. Bản làng đã xuất hiện mờ mờ ảo ảo dưới mây. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp quá các bạn ơi. Còn live cam khi bay á, nhìn thấy những đồi hoa táo mèo vẫn còn rực rỡ trắng xóa nghe. Do ở đây là gần bản quá thôi. Còn những khu vườn thực thụ ở trên núi cao kia, hoa vẫn còn. Ui, ví dụ cây táo mèo này vẫn đẹp nè. Chưa có hoa tàn luôn các bạn. Ở trên núi kia vẫn là một màu trắng xóa. Do mình làm biếng đi quá nên bay live cam các bạn ngắm đỡ nghe. Biển mây đã phủ kín lại nữa rồi. Chắc là mình hết phép rồi các bạn. Mình phải đi làm phép tiếp tục để cho các bạn chụp hình nghe. Khi mình la xì bùa là mây sẽ tan ra. Các bạn nhìn thấy những thổi ruộng bậc thang nè, những căn nhà, những vườn táo mèo thật là tuyệt đẹp tại bản Nậm Nghiệp. Chú chào con nghe. Không có đem bánh theo rồi sao giờ? Hello. Hello. Ôi, chúng ta ghé thăm nhà của hai bạn nhỏ nữa nè. Bạn ấy rất tỉ mỉ phải sắp đá thành một cái bờ kè thiệt là đẹp. Dạ, mình xin phép
xin phép, cảm ơn. Bạn gái này thì đang thiêu. Thiêu cái váy hay gì? Thiêu váy thôi. Hay thiệt tôi. Cái này làm ra cái gì ta? Làm ra cái gì của cái áo? Cái áo này mà đây. À, cái tay áo hả? Ừ. Thiêu bao lâu mới gọi một bộ quần áo? 2-3 tháng thôi. Ừ, 2-3 tháng mới được một bộ các bạn. Thường thường thiêu để mặc thôi chứ không có để bán ha. Rồi, mình xin cảm ơn ha. Chúc sức khỏe. À, nhà đang mới có đám hay gì nè. Con thuê bàn ghế luôn. Và một chị vừa điệu em bé về. Chào, xin chào. Chào con nghe. Xin chào. Chào con. Bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Mình và nhóm bạn sẽ về homestay để ăn. Đói quá các bạn. Hồi sáng tụi mình lạnh quá, ăn sáng không nổi luôn. Bây giờ là quá đói. Xin chào. Đáng yêu quá. Không có cái gì cho mấy em bé ăn hết trơn chị Như. Có gì ăn không? Ừ, tội nghiệp quá à. Hết trơn đồ ăn rồi sao? Trời, ở dưới đó cái gì mà đẹp quá vậy? Dạ, chào bác. Trời, bên dưới đó có một cây hoa gì màu hồng nở thật là đẹp luôn. Bây giờ mình xuống hay mình đi? Thôi đi ăn đi, đói bụng dữ rồi chị Như ơi. Chưa ăn sáng nữa, chút xíu đi. Đây tới chiều còn dài các bạn. Rồi, chúng ta đến nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình hôm nay là nhiêu đây luôn đó ha anh. Nhiều thế. Anh ơi, sao anh đẹp trai quá vậy? Chào chị. Rồi. Đây là anh Nhã đó các bạn, chủ homestay. Anh ấy thật là đảm đang và đẹp trai. Hình như mình thấy mấy người nam ở dân tộc Mông mình sao đẹp đẹp không à. Hôm trước mình đi với Potter, ai cũng đẹp. Quá ngon. Rồi, chúng ta về phòng thôi. Về phòng thay đồ. Thì cái homestay của anh ở trên cái đồi này nè. Cũng có những cây táo mèo ngay cửa phòng chúng ta luôn. Có cầu thang cho bạn Thu leo lên luôn. Leo đi bạn Thu. Có những cái bungalow riêng cho các bạn đi gia đình mà ở riêng á. Hay là những cặp đôi đó. Thì giá sẽ đắt hơn. Còn homestay ở tập thể này chỉ có 100 ngàn một đêm thôi các bạn. Để mình lên mình quay cái phòng cho các bạn xem. À, ăn dưới đây nè. Đặc biệt ở đây có tủ lạnh đựng nước đá cho bạn Thu lấy nữa. Ra dùng lạnh mà cứ thích uống nước đá. Đây là nơi chúng ta sẽ ăn uống. Còn đây là căn phòng tập thể của tụi mình ngủ đêm qua. Một người chỉ có 100k thôi. Rất là dễ chơi. Chánh đường cho chị bê lên nào. Quá ngon chị. Ờ, cẩn thận. Cái tên Thu kia tại sao dép nhóc không lấy mà lấy dép tôi hoài vậy? Tại sao đi du lịch mà không mang dép theo mà cứ hở hở sọt dép của tôi, làm tôi không có dép mang. Ủa anh, cái hoa táo mèo mình phơi khô làm gì hả anh? Em làm trà. À, làm trà. Lại một phát hiện vô tình nữa nghe các bạn. Hoa táo mèo có thể làm trà luôn. Hê. Bạn chung chúng ta đang nướng khô mực nè, thật là đặc sản luôn. Dạ, chào anh. Thiệt là hay quá. Đây là một dụng cụ để thổi lửa. Dụng cụ này có từ thời Pháp á. Hay vậy ta, nặng lắm hả? Không, nhẹ, tại nó mạnh á, mình mà thổi thì bụi nó bay á. À. Sao bạn chung hay thế, cái gì cũng biết hết. Nó bay vậy đó, đúng rồi đó. Nó bay khô mực luôn các bạn. Hay thiệt. 7 giờ mình đi đấy, 7 giờ tối mình thôi. 7 giờ tối mình sẽ xuất phát về rồi được các bạn ạ. Mình ăn ở đây 2 bữa cơm nữa là xong. Đừng gọi cho em ạ, còn đợi khu mực của anh thôi. Trong thời gian chờ đợi bữa ăn, mình đưa các bạn ở đây ngắm một cái chỗ rất là chiêu chiêu của anh Nhã thiết kế ra rồi các bạn. Anh Nhã nói rằng ngồi đây sẽ có người yêu. Bây giờ mình sẽ ngồi đây. Nếu mình không có người yêu là mình sẽ bóc hốt cái anh Nhã này lên.
thiệt là tình. Người yêu của tôi đâu rồi? 30-40 năm nay tôi ngồi tôi đợi hoài mà không thấy. Bên đây còn thú vị hơn nữa các bạn. Anh Nhạ còn nhắc nhở là thà ế đào ế đớn còn hơn khói người đốp nhầm. Gì? Còn hơn khói đốp nhầm. Thà ế đào ế đớn còn hơn khói đốp nhầm. Câu này thật là khó hiểu. Chị Như à. À anh Nhạ kìa trả lời luôn ơi. Giữa cái ế và cái đốp nhầm anh thích cái nào? Ế vui hơn phải không? Thà ế đào ế đớn. Ừ, thà ế. Ủa anh có vợ chưa? Em có rồi. Ờ có rồi ha. Ờ nhưng mà có chị, cái anh chị gì đang ở dưới trung tâm chưa có. Dưới trung chung... Chị của ai ta? Là chị của em. À, chưa có gia đình nữa ha. Chưa có thì mới biết thế. À, chắc là chị ấy viết đó ha. Vâng. Ồ, chị ấy sẵn sàng chia sẻ câu nói rất là chân lý bạn Thu à. Thà mình ế đào ế đớn cho nó chắc ăn nghe bạn Thu. Bạn bớt nhõng nhẽo đi. Còn bạn Trung thì phán một câu là nếu ngồi đây mà không có người yêu thì đi kiếm chỗ khác mà ngồi thì thế nào cũng sẽ có. Bạn Trung đang ở trong toilet đó các bạn. Toilet ở đây thiết kế thật là đẹp. Những cây tre gì nè. Để mình quay cận cảnh bạn Trung đi toilet cho bạn coi. Đó. Mình đùa giỡn tí xíu thôi. Mình thấy mình thấy bên đây có một con suối đang chạy góc gách bên phiến đá. Vô. Một món. Một vịt nè. Gà nè. Thịt lợn nè. Rau. Bên đây là lòng xào dưa. Măng. Măng. Và đây là khô mực. Mình rất thích khô mực các bạn. Mình là nghiện nhăn của môn khô mực. Cảm ơn chị Như đã nặng nề giác con khô mực từ dưới quê lên đây. 5 con khô mực. Con mười mấy ký. Con mười mấy ký. Ở đây nó mới khô được còn nhiêu đó. Chết nắm con khu vực này giác anh các bà. Chết luôn. Mua vé máy bay cho nó nữa. Khu vực đi máy bay nữa đó các bạn. Rồi ok. Mời chị Như. Đây là rượu táo mèo đó các bạn. Anh Nhạ đã thiết kế ra để tặng cho du khách. Người ta mua cỡ nào ảnh cũng không bán. Bây giờ để chia ăn anh Nhạ. Mình tặng anh Nhạ miếng khu vực đi. Tặng rồi hả? Có bán hả? Sang năm có bán. Đây, khô mực của chị Như nè. Ôi chết, màu nó mờ mờ sao? Dùng đi anh. Cảm ơn. Ở ngoài này mình thích hải sản không? Ở đây không có hải sản. Ờ, tôm cua không có ha. Chỉ, đây chỉ có là ăn hải sản. Đồ rừng thôi. Ừ. Anh nhai tới chiều luôn nó mới ngon. Anh nhai nó thật ký vào nhỉ? Ờ. Dạ. Ở quê mình thì hải sản nhiều mà không có đồ rừng. Ừ. Bớt giống nhẽo đi Thu à. Rồi ok. À gạo này gạo gì ngộ quá vậy anh nhỉ? Gạo tẻ đỏ. Gạo tẻ đỏ của người đồng bào mình đó các bạn. Vậy là mình ở đây mấy anh đi ruộng trồng là cái gạo đó đó ha. Vâng, ở đây thì trồng cái gạo này rất là lâu, gọi là được hơn 100 năm rồi. Ừ, đặc sản dùng mình. Không thay loại gạo khác nào đó. Ừ, hay. Rồi mình dùng thử. Đây là hạt gạo gì quên nó đỏ gì? Tẻ đỏ. Tẻ đỏ. Trời ơi, YouTuber mà không nhớ cái gì luôn. Ông đang nói lúc đấy, ông đang thuyết minh. Ông nhớ. Ông chưa nhớ được cái thúi luôn à. Ba ngày. Dẻo. Thịt ở đây cho mọi người ăn. Dẻo mềm ha các bạn. Mỗi một bữa ăn là chị Như đều nhắc tụi mình ăn uống phải tự trọng các bạn. Bữa đây. Không có khách, mấy người mình ăn uống thoải mái đi. Rồi, khỏi tự trọng luôn. Không cần tự trọng. Cắt cái liêm sỉ đi. À, cắt cái liêm sỉ đi mà quất đi bạn Thu à. Bớt nhõng nhẽo ra Thu. Nói chị á chị. Rồi bây giờ mình sẽ cùng mọi người dùng cơm ha. Mình tắt video tại đây. Quên nữa anh Nhã ơi. Anh Nhã đọc số điện thoại của cái homestay mình được không? Được ạ. Số điện thoại của em là 0397823204. Ừ, rồi cảm ơn anh Nhã. Đáng lý là mình không có quay ăn uống. Nhưng vì bạn gà này nó quá đặc biệt đi. Mình xin phép quay một cái các bạn. Đó. Ủa? À, nút một cái. Đây là bạn gà đen phải không bạn Trung? Bạn gà đen sẽ có cái chiếc xương màu đen. Thịt màu đen luôn. Thịt màu đen luôn các bạn. Gà bản ấy ha. Quá, gà này gà châu Phi. Gà nó đen. Gà này gà bản, gà của người Mông ấy ha. Thịt ngon không bạn Trung? Ngon. Ăn thử đi bạn Thu, dẻo không? Ngọt lắm.
Không cần liêm sỉ đâu, cầm đi. Rồi chấm, rồi múc, rồi nút, rồi... Cái gì? Cái bẩn gì? Chấm chéo. Chấm đó là cái gì? Chấm chéo. Nhưng mà nó làm bằng cái gì? Muối với hạt mắc kén. À. Với ớt với gia vị. Ngon. Ngon không chị? Nó hơi kè 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 kè. Rồi con gà nó làm sao? Nó dai bằng gà dưới quê mình không? Hỏi lát hết rồi ăn luôn. Nó mềm chứ không phải là dai nhất. Nó mềm ha. Thơm thơm. Ừ. Cơm rất là ngon. Em chỉ cần review 5 phút nữa thôi. Chị thôi chứ em ăn cơm. Em ăn cơm chứ thôi, chắc mình gừng thiệt ha các bạn. Rồi, cảm ơn chị Như đã nhắc nhở. Xin hẹn gặp lại các bạn sau bữa ngủ trưa hôm nay. Bye bye. Buổi trưa các bạn, hiện giờ là 3 giờ chiều rồi. Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, bây giờ mặt trời gần xuống núi, tụi mình mới thức dậy. Wow, đẹp quá cô ơi. Cô vừa thuê một bộ đồ trang phục dân tộc, dễ thương quá, đẹp quá. Cô từ đâu đến đây? Hà Nội. Hà Nội, dạ. Chiều nay tụi con cũng về Hà Nội đây. Chiều nay về à? Dạ. Oh. Chào, chào quán cà phê. Chị ơi, từ sáng giờ tụi em đi kiếm quán cà phê mòn mỏi luôn. À, trời dạ, đất à. Nằm kế bên luôn. Thiệt là tình. Tụi em lội mấy con đòi đi kiếm quán cà phê thôi mà không có. Uống gì kêu đi nha. Nhưng kiếm được không? Không luôn. Tới bây giờ mới thấy nè. Hồi trưa em thấy ở đây rồi. Kế bên cái homestay mình luôn. Đây có phải là cái quán cà phê chill home lớp gì đấy đúng không ạ? Dạ, bây giờ như lời hứa, chiều hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ngắm cái bông hoa màu tím kia. Nằm cũng gần cái homestay mình luôn. Hồi trưa mấy cô bằng áo dài ra đây, hí ha hí hửng vui lắm. Bạn mình ơi, bạn mình biết cây này là cây gì không? Hoa tử dày hay sao á? Hoa chuông. Đào chuông hả bác? Nó bị ngược nắng á, nó tối thui rồi. Cây đào chuông nè. Cây mai anh đào nè, với cây tớ dày ha. Ba tên. Dạ, vui. Khác hả chú? Mai anh đào khác, cái này khác. Ơ, vậy hả? Mai anh đào khác. Dạ, đây là đào chuông. Đào chuông khác. Dạ, các cảm ơn chú. Đào chuông, đẹp quá các bạn, nó hồng luôn. Cô ơi, bạn Châu về. Ờ, bò, lộn con Châu là kêu à? Kêu gì ta? Nghe ngọ chứ. Ờ, ế ngọ. À. Ờ. Đi guộn về hả? Đi để Long ơi. Hả? Chào. Vuốt cái được không? Sợ lắm. Sợ ha. À. Bạn nghe. Mà nhìn con trâu này kiểu da nó kiểu ghê ghê. Nghe ơi, về, mẹ đợi. Đây là nghe hả? Thì con trâu con người ta gọi là con nghe. Con bò con người ta gọi là con bê, bởi vì có món bê thui đấy biết không? Nó kêu đợi con nó kìa các bạn. À. Ồ, nó chạy. Nãy giờ mình thấy được hai ba đàn trâu rồi đó. Vút cái trâu. À. 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 Không sao con, trâu. Ủa nhả đâu vô đó. Nhả đâu mà vô đó người ta đuổi. Ra đây. À. À. Chị Như lẹ chụp hình với Châu nè. Cái view này là triệu đô nữa đó. Không, nó hiền khô à. Ờ, đây kìa chụp cho. Kìa cái đứa candy kìa, cái này hay hơn. Rồi, chị Như chúng ta sẽ chụp những tấm ảnh bên cạnh hai bạn Châu. Chị ơi, đừng có mà đi em lấy cả cây tấm mèo này. Chụp trước hai Châu trước nè. Rồi, lẹ lên nó đi rồi. Không biết nhà nó phải đó không nữa, tự nhiên đi vô đó ta. Nó đi mất tiêu rồi. Đi 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 đi. Thôi nó đi rồi, chụp gì nữa. Thì là đi đằng sau. Đi là có tấm nè. Ý là có. Nè, đứng đây là thấy nó hơi hồng hồng rồi nè các bạn. Zoom xa lên. Rồi, bây giờ chúng ta tạm biệt cái cây chuông đào. Ủa? Đào chuông.
Xin lỗi nghe các bạn, mình phải dắp tới dắp lui nhiều lần gì mới dễ nhớ. Tụi mình sẽ đưa các bạn đi đến cây táo mèo cổ thụ. Rồi, mọi người vào đi mọi người. Chúng ta phải gắng mà vào. Sau khi hỏi chị chủ quán, tụi mình mới biết được con đường vào thăm cái cây khổng lồ. Hy vọng là cụ còn hoa cho tụi mình ngắm. Nhanh đi cô bé ơi. Cô bé 80 tuổi rồi, còn hơn 8 tuổi nữa, nhẽo suốt ngày. Hết hoa rồi. Nếu tính ra cây kia 80 tuổi á, cây hồi sáng á, thì cây này có phải cả 100 tuổi các bạn. To hơn nhiều lắm, hai người ôm. Chị ơi, đó giờ chị thấy cây nào bự như vậy chưa? Chưa, mới ra đây lần đầu. Từ nhỏ tới lớn giờ mới thấy cây này là lá bự nhất. Mấy chục năm nay là đầu tiên tôi mới thấy. Tôi sống đến nay là đây mới là trường hợp đầu tiên ha. Chưa bao giờ thấy trường hợp này. Tôi đời này 70 tuổi rồi chưa thấy trường hợp này. Trường hợp này đâu ở trong dưới đâu có gì đâu chứ. Không, mấy bạn đi mình bay Leica quay mấy bạn đi. Quay video quá đẹp lắm. Ừ, đi. Tự nhiên ba người ngồi mà có hai người uống, người dầm miệng. Mới uống cà phê á. Kỳ quá ha. Đây là quả sấu nè các bạn. Sấu. Sấu. Sấu á. À. Sấu chứ không phải là sấu. Sấu. À. Đấy, quả sấu. Sấu chứ không phải là sinh sấu. À. Mình ăn uống. Ăn trái rồi ăn. Đây là đặc sản của Hà Nội đấy. Ủa, Hà Nội ha. Đúng rồi đấy. Sấu đá là một món nước giải khát đặc sản. Chịu quá. Mà không chua quá, chua được, hơi hơi. Chua vừa vừa, sấu non. Có hạt các bạn, sấu non. Đúng rồi, uống nó mát nè. Uống xong ly nước này, mình và mọi người sẽ về phòng để xếp hành lý.
chuẩn bị ra xe trở về Hà Nội. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong những ngày qua. Trong chuyến đi lần này chúng ta chỉ đi ngắm hoa thôi, không có được ngắm gái đẹp rồi, thật là tiếc. Hẹn gặp lại các bạn vào vài tháng tới, tụi mình sẽ quay trở lại Tây Bắc. Xin chào, bye bye.